Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại vườn mai của anh Hảo tại ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một lô mai phải nói là rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Thì cái này là hàng mai lớn nha cả nhà. Hàng mai có tầm từ 28 tới 3 mấy luôn. Thì mai lớn, cao tầm khoảng 3 m, 3 m cao hay khoảng 3 m hơn á. Cả nhà mình thấy ha. Cả nhà nhìn cái khu vườn của mình quá là đẹp luôn cả nhà. Thì không có người mẫu thì em quay luôn cho cả nhà mình thấy cái chạng mai ha, cũng hơi khó coi nhưng mà cả nhà mình ráng xem giùm em, phải có người đứng để mình so sánh mình biết cái cây mai cỡ nào. Thì bên nhà vườn mình thì có gồm có hai cái mức giá thôi. Cái hàng lớn này đang nằm chỗ 7, hoành 28 tới ba mấy thì cái giá là 3,5 triệu một cây, giá sô tại vườn ha. Còn cái hàng gọn hơn thì 2 triệu một cây, nhưng mà cái này là xứng đáng đồng tiền bát gạo nha cả nhà. Cây nó to đùng luôn, rất là đẹp luôn ha. Đây, cả nhà mình thấy ha, tuyệt vời luôn. Rồi, giờ bắt đầu em vào em quay chi tiết cho cả nhà mình cùng ngắm cái khu vườn của anh Hảo. Đây, cả nhà mình coi thì lô mai vườn mình thì nụ nút khá là ok luôn ha. Quay dưới chân dưới gốc cho cả nhà mình xem. Bên nhà vườn mình làm cái vườn rất là gọn gàng, sạch sẽ và rất là chỉnh chu ha nha. Thì cây mai cũng rất là đẹp luôn. Nhìn nói chung thì nhìn đã mắt luôn đó nha, nó thẳng tầm tắp luôn, rất là đẹp, rất là tuyệt vời ha. Thì như cả nhà mình thấy hiện tại thì cái lô này thì hoành nó rất là to, hoành như cây này thì tầm khoảng ba mấy hoành luôn nè, hoành 28 tới tầm 28 tới 32 nha cả nhà, 28 tới 32, cao từ 2 này chắc khoảng tầm khoảng 2 mét rưỡi ăn lên nha, 2 mét rưỡi tới 3 mét ha. Cao tầm khoảng 2 mét rưỡi tới 3 mét. Nụ nút nè. Thì bên nhà vườn bán 3 triệu rưỡi một cây. Thì cái lô này cũng xin báo luôn cả nhà mình cũng không giấu giếm gì. Hôm rồi là kêu tới 5 triệu một cây lận, nhưng mà tình hình rõ ràng cả nhà mình thấy năm nay thì buôn bán nó khó khăn. Không phải nhà vườn kêu hét giá nhưng mà cái tầm vậy bán mới ra mới có lời cả nhà. Tại cây lớn mà, mình mua cây lớn về mình làm cái chi phí này nó cao lắm, nhưng mà tại năm nay cung vượt cầu thì bữa nay nhà vườn mình bán coi như là vậy là giá nó thấp hơn so với ban đầu dự định lắm à. Nên cô chú anh chị mình có thấy được thì ủng hộ nhà vườn ha. Thì bên cạnh những cô chú anh chị mình cần những cái mặt hàng mà gọn gọn mini cả nhà, tầm dưới 1 triệu thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị mình đang có cái nhu cầu mà tìm những cái hàng tầm 3-4 triệu, 4-5 triệu ha, cây lớn. Thì đây là một trong những khu vườn hiếm hoi còn lại thì rất là đẹp cả nhà. Và nó rất là đẹp luôn, từ dần nụ dần nút dần tàn ha, khá là ok luôn. Thì cái lô này cả nhà, cái lô 3,5 triệu này thì hiện tại bên nhà vườn mình còn khoảng là 150 cây, quá trời cao lớn luôn cả nhà, cao to đẹp lắm. Nụ nút ha, nụ nút thì ngon lành. Thì cũng rất là cảm ơn những cô chú anh chị mình xem trên cái kênh của em á, thì ủng hộ nhà vườn đó nay phải nói là rất là nhiệt tình luôn. Đa phần em quay những cái vườn lên thì được rất là nhiều cô chú anh chị mình ủng hộ. Thì trong cái quá trình mà em quay á cả nhà, có nhiều khi có nói chuyện này nọ sơ suất thì mong cô chú anh chị thông cảm ha. Cái gì không vừa ý cứ đóng góp bên dưới, em sẽ rút kinh nghiệm nha cả nhà. Để cho cái kênh mình ngày một phát triển hơn, để đem tới những cây mai đẹp giá hợp lý cho cô chú anh chị mình chơi. Chung thì cái kênh em thì chuyên về để review những cái nhà vườn, những cái cây và đặc biệt về cây mai ha. Thì sang năm tới có lẽ em sẽ đi quay thêm những cây bonsai mới đúng là cái chuyên môn của em nha cả nhà. Nói chung thì cái nào em cũng chơi hết, nhưng mà một khi quay á nha, quay thì cây nào cũng vậy, nào mình cũng phải tìm hiểu cho kỹ để nói. Nhiều khi tôi đăng cho cô chú anh chị mình, nhiều khi có nhiều người ta không rành ha, thì mình phải nói phân tích sao cho nó đúng. Cây mai á, là nói về cây mai thì ở quê em coi như ai cũng biết làm, nhưng mà
để mà làm giỏi hay là này nọ thì cái số ít thôi. Em nhờ cái em đi quay cái nha, được nhiều nhiều anh em mà người ta làm cây á, người ta chỉ này nọ nên mình cũng có tiếp thu được chút đỉnh, nên coi như là tạm biết hết nha. Dụ thì cô chú anh chị mình có cái nhu cầu gì cứ alo em hỏi vấn đề gì đó, cứ alo. Á trời, dạng mai anh nuôi đẹp. Thì bên cạnh cái lô mai lớn này thì bên nhà vườn mình có cái lô mai giá 2 triệu một cây nha cả nhà. Thì do cái đặc thù cái cây mai mai tàn á nha, thì cái ít có dàn đế. Ví dụ như khi nào em quay cây mai thế á, thì em sẽ quay kỹ cái dàn đế nha. Còn mấy này thì nó không có đế, nhiều khi có nhiều cô chú anh chị mình không hiểu hay nói sao quay mà không không quay cái đế cái gốc. Thông thường cây mai tàn á, thì cái đế nó không có được giữ hung. Cây nào mà đế giữ thì nó qua cái giá khác, và nó là khi đó em sẽ tập trung vào quay cái đế nhiều hơn cả nha. Ôi, cây này nút rồi cả nhà. Quá trời. Cây này tắt tầm khoảng 30 ba mấy quặng. Cây này có đế này nha, có cái đế bên dưới cả nhà. Này mình trồng lâu dài thì nó nổi cái đế lên dữ lắm á. Gốc to đùng ha. Rồi, cái hàng bên này thì còn chắc hơi số ít thôi. Tổng khoảng để cái 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. 6 3 18. Còn mười mấy cây, cái loại 2 triệu cả nha. 2 triệu này cũng khủng bố lắm nha. Này này là từ cái lô cũng chung cái lô đó luôn mà mình dạt qua nha cả nhà. Chung lô đó nhưng mà cái form nó gọn hơn thì dạt qua là 2 triệu cây đó, chứ cũng không phải là cái lô nhỏ hơn nha. Gốc cũng bự mà tạng tố thì nó cao. Cả nhà coi. Này nó cao từ 2,5 m tới 3 m luôn á. Cũng chung một lô nhưng mà cái này nó form nó gọn hơn. Nên nhà vườn sẽ dạt qua cái lô này để cho nhiều cô chú anh chị mình đang cần cái trạng gọn gọn á thì sẽ dễ tiếp cận hơn nha. Chứ cái nào chiếc cây lớn tiền quá thì nó cũng kén khách ha. Ồ, rồi như cái lô này có cái cây này chắc tầm hẳn 38 39 hoành luôn cả nhà. Cái lô 2 triệu nè. Cái cây này chắc cũng khoảng lớn lắm. Này hai tay em mà này chỉ cả 38 hoành luôn giá 2 triệu một cây. Tàn túa ha. Cao thì từ 2,5 m ha, 2,5 m tới 3 m. Giá 2 triệu một cây thì cũng dễ chơi rồi ha. Xum xê bông nút thì ngon lành á. Thì em xin nhắc lại nhà vườn mình là cái địa chỉ là tại ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, chợ Lách, Bến Tre. Thì bên nhà vườn mình hôm nay thì chỉ có hai cái mức giá. Cái mức giá thứ nhất á, là cái loại cả nhà mình thấy trước mắt em á là 3,5 triệu một cây, hàng lớn nha cả nhà. Nhắc lại cả nhà mình, hàng lớn nó khoảng từ 28 tới ba mấy á. Còn cái loại kế nữa thì 2 triệu một cây. Cao cả nhà mình thấy cao cũng đụng dây điện luôn ha, cao ghê chưa đó. Thì coi như là cái cây mai á nha, khi mà những cái mặt hàng này á, mình đánh vô những hàng lớn á, thì chiều cao chiều rộng á, nó phải đi đôi với chiều cao. Khi mà để mình bán lên vô những cái nhà mà coi như những nhà lớn á, thì nó phải hoành tráng, nhìn cho nó mới đã nha. Ví dụ như để một cặp như vậy đi, để một cặp trước cửa nhà cả nhà mình coi đây, nhà mình coi như hai cây này là nó muốn đụng cái trái nhà ở trước luôn, có não rồi đó. Để hai cây hai bên ha, là nhìn nó hoành tráng lắm. Thì này cô chú anh chị mình đa phần mua những hàng này thì tập trung vào những cái địa phương mà có những cái nhà lớn á, nhà lớn mình để một cặp như vậy trước sân hoặc là những cái cơ quan ha, là hết ý luôn. Và đặc biệt cái lô này á cả nhà, khi nãy giờ em đi quay là toàn là bông bông bự không à, bông bự không, bông là đa phần là 8-12 cánh nhiều ha. Thì cái mai giờ vậy là ok rồi. Nhà mình thấy cái lô này hoành tráng thiệt.
Và đặc biệt em rất thích là cái nhà vườn của mình đó cả nhà, đi nó khỏe lắm. Chứ bình thường em đi quay mà quay cái cây mai tàng á, ít được mà đi thoải mái gì lắm, lội không à, nhà vườn đi thoải mái ha. Và có những cái cây phơm lùng thì lại cái tàng khủng bố như thế này đây cả nhà, cây phơm lùng cái tàng hết biết không, thì ba một 3,5 triệu một cây như thế này ha, gốc to nha, gốc này thì cũng trên 30 ha. Đây nè, bông rồi cả nhà, 1 2 3 4 5 6 7. Thì bây giờ nó cũng hơi trưa rồi nên cái bông bắt đầu ngoài nắng thì nó hơi hơi dịch dợp héo héo rồi ha. Xương cành này cả nhà, xương cành cứng ngắc nha. Bên nhà vườn của anh Hảo thì đa phần mua cái mai lựa ha. À, đây có một cây, cây này thì sẵn đây quay cho cả nhà mình xem. Những cái hàng này nó đa phần nó bị thiếu vi lượng nha cả nhà. Chú anh chị mình trong quá trình mình nuôi á, ngoài đạm lân kali ra, những cái thành phần đa lượng thiết yếu nó cần nhiều thì đó nó phải cần thêm trung lượng và đặc biệt là vi lượng ha. Nhiều khi mình để ý mình không không để ý tới thì mình lâu lâu nó có hay bị cái vàng bạc vậy nè, thì nó thiếu một một trong những chất trong vi lượng ha. Thì cô chú chị mình lưu ý mình làm mai mình phải bổ sung, nó lâu lâu bổ sung lần cũng được, nhưng mà không có nó sẽ bị nó sẽ bị vàng bạc ha. Y như người ta mình cũng phải chứ, cần chất sắt, chất canxi rồi kali rồi vậy đó. Thì cô chú anh chị mình thì cái đó là nó có hết trong những cái phân bón lá nè, rồi trong những cái ví dụ như anh NPK mà cộng TE rồi này nọ đó, là nó là có thêm những cái hàng thành phần vi lượng, nên cô chú anh chị mình lưu ý mình không mình xài mà thuần NPK không là không đủ nha. Nó như là đạm lân kali á, thuần không thì không có đủ. Nếu như cô chú anh chị mình mua cây về mình chơi không thì không mấy, nhưng mà khi mình đã mình xác nhận mình nuôi rồi phải tìm hiểu cho kỹ để nuôi cây mai nó đạt. Tại vì cây mai á nó khác với cây bonsai là chơi quanh năm, còn cây mai chúng ta đặc biệt là mai tàng là chủ yếu là Tết là phải cái bông nó đẹp, là chủ yếu cái bông thôi. Mà Tết mình nuôi một năm đã đời mà Tết nó không đạt nữa thì nó uổng lắm, nên khi mà cô chú anh chị mình phải tìm hiểu kỹ. Nhà sang năm thì bắt đầu em sẽ chia sẻ với cả nhà mình cái kỹ thuật mình tưới tắm đồ, nói chung là xịt thuốc rồi, chứ còn để mà kỹ thuật sửa cây sửa kiểng đồ thì cái đó thì em không dám. Còn về phân thuốc đó, thì cái đó là cái kinh nghiệm sao em chia sẻ vậy thôi. Thì nghe ví dụ như đi vườn này mình nghe của anh này hay, vườn kia nghe của anh kia hay, là mình tìm hiểu thêm tin trên các trang mạng rồi trên báo chứ người này nọ đó cả nhà, tin YouTube được, nó hay lắm, nhiều cái nó hay lắm cả nhà, mình làm gì mình phải tìm hiểu kỹ. À, có nhiều cô chú anh chị nói này quay nó nói gì lan man không thì thông cảm giùm em nha, tại vì trong một cái clip á, là ví dụ như em quay là có hai người, ví dụ em quay rồi có nhà vườn nữa thì hai bên có tương tác á, thì nói chuyện qua lại vậy á, thì cái bài đăng của chúng ta nó sẽ được đẩy lên. Còn em quay có một mình à, thì bắt buộc em phải cũng phải nói liên tục, mà nói liên tục thì cái chủ đề của mình đó thì nó phải coi như là hơi lan man chút xíu, cô chú anh chị mình thông cảm giùm em nha. Thì cũng nội dung là trong những cây cối rồi thôi chứ cũng không không nói gì thêm, nhưng mà bắt buộc em phải nói liên tục về đặng cái bài mình nó bên YouTube nó mới có đề xuất lên được, đặng người dân đó, người ta mới bán được nha cô chú anh chị, thông cảm giùm em nha, chứ em nói rất là mệt luôn, nói đuối luôn á, nhiều khi cô chú anh chị mình nghe tiếng em thở nghe ì đùng luôn á, đuối lắm. Thì chứ đi quay ví dụ như cây này thì ví dụ giờ cái lô này thì cái hoành nhiêu đó rồi cái giá nhiêu đó này nọ, thì không lẽ giờ em quay nhiêu đó nó hoài thì cũng, nó cũng nhàm chán ha. Thì cô chú anh chị thông cảm giùm em, cái này cái đặc thù cái nghề của em là phải nói liên tục ha. Y như mấy anh chị em mà bán like vậy đó, bán like trên mạng đó mà bán mà không nói liên tục là nó mất tương tác liền, nên phải nói cái bằng nói là không kịp thở đó nha, chứ không phải người ta mà thích nói, nhưng mà ngặt cái phải nói, nghề mà nghề nghiệp phải chịu. Em đâu đó đâu phải làm cái nghề này đó, em làm kiểng bonsai trước nữa thì cũng chia sẻ cả nhà mình, thì em cũng cũng có một cái thời trai trẻ, cũng có thời đi học thành phố rồi học đại học đồ này nọ, thì nói chung bây giờ bằng của em là để một tủ mà không có làm được gì hết chung là cái nghề chọn mình, rồi xong em về em làm cây kiểng đồ này nọ ha, mấy tập làm YouTube về
quay cô chú anh chị mình bán được, thì cái bắt đầu mới nhờ em quay cho cô chú anh chị mình mua bán, thành ra quen. Rồi em xin nhắc lại một cái nữa nha, thì bên nhà vườn mình hiện tại thì có 150 cây mai như cả nhà mình thấy trước mắt em nè, hoành từ 28 tới ba mấy, thì cái giá của nó là 3,5 triệu một cây, giá show tại vườn nha cả nhà, không có ship lẻ nha, nhưng mà vẫn có bán lẻ, vẫn có bán lẻ, cô chú anh chị mình tới thì tới vườn thì vẫn có bán lẻ ha, tùy theo thôi, tùy theo mình lấy nhiều ít thì cái giá cả nó sẽ có chênh lệch chục đỉnh ha. Rồi thì cái lô thứ hai nữa là cái loại 2 triệu một cây, thì cũng từ cái lô này nhưng mà dạt qua cái form gọn hơn thôi, thì 2 triệu một cây. Ồ, có cái cây này quá trời cái đế nữa nha, cây này đem về trồng hết ý ha, cây này chắc tầm khoảng ba 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 bốn hoành, lô bự nha cả nhà, khẳng định cả nhà mình lô bự nha, chứ không phải như cả nhà mình hay thường thường thấy những hàng gọn gọn thì cái giá nó khác ha, này lô lớn. Rồi cái hàng đây có mười mấy cây này thì cái giá là 2 triệu một cây ha. Rồi thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái kênh của em đó nay ha, và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay, thì cô chú anh chị mình có thấy thích thì cho em xin một cái lượt chia sẻ ha, khỏi cần like cũng được, cho em xin một lượt chia sẻ để nhân rộng những cái clip này tới nhiều cô chú anh chị mình đang có cái nhu cầu để mua mai á, thì giúp cho nhà vườn bán được cây ha, rồi giúp cho những cái thương lái người ta mua được cây để phục vụ bà con trong dịp Tết đáng 2023 hôm nay ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà nhé, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui, như thật nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà.